Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị, rất vui trở lại kênh. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh cũng như ủng hộ một số vườn kiển chỗ Bonsai Cần Thơ quay ha, chia sẻ cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị hợp nhãn loại cây kiển nào thì liên hệ, hôm nay mình mời cô chú anh chị giao lưu bông trang đủ loại nha, rồi có chợ Mỹ Xuyên ở Bình Tân Vĩnh Long, rồi tiếp tục hôm nay cũng lên bông trang đủ loại luôn, rồi dáng bông đẹp siêu siêu bông như thế này đi. Cái cây trang nhung rồi đế đẹp luôn, đó rất là nhiều luôn đó nha, đó bao ship luôn nghe rất đẹp luôn ha. Nè, gì nè, đó rất là nhiều ha, bao đủ màu luôn ha. Rồi bắt đầu clip luôn ha chú chị bạn ơi. Chào em gái ơi. Dạ chào anh ạ. Dạ con xin chào các cô chào các chú trên mọi miền đất nước. Hôm nay con tiếp tục về lô bông trang nhiều loại. Có mẫu mới nữa, các cô chú xem kênh và ủng hộ cho con. Số điện thoại con là 0939707168 cũng là số Zalo luôn. Con xin vô cây mã số 1 ha. Dạ, để không mất là thời 1. Gian. Dạ, mã số 1 là trang hồng phấn lá chung giống mới các cô chú. Phấn lá chung giống mới người trong ngoài. Dạ. Hồng đỏ bông hồng phấn. Hồng đậm. Hồng đậm. Cái này một cốt nha các cô chú. Rồi mình cho thông số này luôn. Dạ. Một cốt. Con xin hạo hoành thân của em nó tại vị trí này là 10 ạ. À. Rồi, hoành vị trí nó 10. Chiều cao. Dạ, chiều cao là 59. Rồi, chiều cao 59. Tán ngang là 39. Rồi, giá giao lưu dạ, luôn. Mã số 1 con xin giao lưu là 800 ngàn ạ. À. Rồi, 800 ngàn con chú Diệp ơi, mã số 1 bao ship luôn. Rồi, phép đổi cây. Tiếp tục mã số 2. Dạ, này là mã số 2 cũng là trang hồng phấn lá chung. Cây này giống cô chủ ha. Này thóc thăng cao nè. Cao giống cô chủ quá. Mà có hồng phấn luôn, áo cũng phấn luôn. Rồi tạo cái dáng thân cao hết như vậy. Rồi cho hồng số luôn. Con xin hạo chiều cao của em nó là 11 ạ. À. Rồi, hoành 11. Dạ, hoành 11. Rồi chiều cao. Chiều cao là 82. Rồi chiều cao 82. Dạ, tán ngang là 49. Rồi, tán ngang 49. Dạ, mã số 2 con xin vô là 900 ngàn ạ. À. Dạ rồi, 900 ngàn mã số 2. Rồi, xin phép mình đổi cây luôn của chú chị bạn ơi. Này giống mới của chú về trồng sao này có giá trị lắm á. Tiếp theo. Số 3 trầu màu nè. Dạ, mã số 3 là trang thái siêu bông màu cà rốt. Đúng rồi, siêu bông luôn. Để con quay một vòng cô chú xem ha. Rồi cái này có thể tạo dáng bay được nè. Dạ, dáng bay, dáng ngã nè. Về mình vô chậu cũng vậy đó, nó cũng nghiêng ngã đó, nó tạo dáng sẵn rồi. Thêm mình bẻ thành dáng đổ cũng được luôn. Dạ. Ví dụ cô chú nào muốn sửa dáng thì mình vô dây. Này đều là một cốt luôn các chú ơi. Còn mình cho thông số luôn. Màu dạ con xin nhỏ, siêu bông. Hoành thân của em nó dạ 8 ạ. À. Rồi hoành thân 8. Nụ thì bao la, bông thì bao dây ha. Dạ chiều cao. Chiều cao của em nó là 54. Rồi chiều cao 54. Dạ tán ngang là 90. Rồi tán ngang 90. Dạ, mã số 3 trang cà gót con xin giao lưu là 500 ngàn ạ. À. Rồi 500 ngàn mã số 3 con xin chị ba ơi, bao ship luôn. Chú mà mua số lượng nhiều con giảm giá cho. Ví dụ 3 4 cây 5 cây là con giảm giá ưu đãi nha. Rồi xin phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo. Dạ, này là mã số 4 cũng là cà rốt luôn. Con có số lượng có sẵn luôn á, ví dụ nó cũng giống như 90% như vậy luôn nè. Quá trời bông rồi chú chị. Nó cũng đều là một tốt á, cô chú đặt đi rồi ví dụ đặt nhiều á con giảm giá cho, giá ưu đãi luôn. Hết sao bông luôn nè. Dạ. Mua bán lại con giảm giá cho cô chú bán có lời luôn. Con lại chút cũng được nữa. Đây, đẹp ha, một cốt nha chú chị bạn. Rồi cho thông số luôn. Dạ. Dạ hoành thân của em nó là 8 ạ. À. Rồi hoành thân là 8. Chiều cao. Dạ cao là 55. Cao bay đó. Rồi tán ngang. Chiều bay đó. Tán ngang là 66. Rồi tán ngang 66. Dạ. Siêu bông luôn không ạ. Mã số 4 cũng là 500 ngàn ạ. À. Rồi 500 ngàn mã số 4. Rồi phép đổi cây luôn.
Tiếp theo mã số 5. Dạ, mã số 5 là trang cà rốt, trang vàng. Trang vàng có chứ các bạn. Cà rốt màu vàng. Màu gót màu kia qua rồi. Màu trang vàng lá nhỏ chú chị, siêu bông rồi. Cũng là dáng đổ luôn à. Quá sáp bông ha. Chi chích luôn. Đang lên và quay vòng nhẹ nhẹ coi cái đấy quả này. Này một cốt luôn. Rồi một cốt luôn. Giờ mình dáng bay chú như bạn. Mình vô chậu hình chú nhật cũng đẹp nữa. Này mình chơi cái chậu ly mình dán đổ xuống cũng đẹp luôn, bẻ xuống ha. Dạ. Rồi mình cho nó xuống luôn xin ơi. Dạ, con xin ha đo hảo hoành thăng của em nó là 7 ạ. Rồi hoành thăng là 7. Chiều dài dán bay luôn là 62. Rồi. Tán ngang luôn. Dạ, tán ngang là 68. Rồi tán ngang 68. Mã số mấy rồi? Mã số 4. 4 à? Dạ. Số 5, mã này số 5. Dạ. Mã số 5 trang Thái Hoàng, con xin giao lưu cũng là 500 ngàn luôn ạ. Rồi, phép đổi cây luôn. 500 ngàn luôn, mã số 5. Rồi, tất cả đều bao ship hơn chú nhiên bạn. Dạ, đúng rồi. Ồ, cây này đẹp quá trời luôn các chú. Xung xê nè. Dạ. Rồi, số điện thoại giao lưu luôn em ơi. Dạ, con xin đọc lại số điện thoại con là 0939 707 168. Cũng là số Zalo luôn. Ồ, cái này bóng. Cô chú có gì liên hệ con ha. Con mặt hàng có sẵn giống khoảng 90% nên cô chú yên tâm đừng sợ con quay cây vậy rồi con gửi cây khác nha. Quá trời bông luôn ha. Tại khi con gửi là con sẽ chụp hình Zalo lại cho chú cô chú xem một lần nữa cho chính xác. Rồi quay với em một vòng luôn rồi đó, số nữa rồi. Một vòng, đúng rồi, quay hết vòng luôn. Đây rất đẹp đấy anh chị các bạn. Mình có thể dạ. Tạo dáng bay qua dáng đổ rất đẹp luôn. Đó, dáng đổ đó là dáng đổ đó. Rồi, rồi dáng đổ. À. Cô chú thấy dữ dằn không? Rồi, cho thông số luôn. Rồi, nó hoành luôn. Dạ, hoành thăng của em nó là 9 ạ. Rồi, hoành thăng là 9. Rồi, giao lưu giá luôn. Dạ. Rồi cho quên đo cái chiều bay, chiều ngang đấy chứ quên. Dạ cho con xin đo tán ngang là 65 ạ. Rồi, chiều đổ xuống luôn. Chiều bay đổ xuống luôn. Dạ, chiều bay đổ xuống là 86. Quá xe bông luôn rồi. Giá giao lưu luôn. Dạ. À, mã số 6 không? Đổ 6. Mã số 6 xin giao lưu là 500 ngàn luôn ạ. Rồi, xin phép đổ cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 7. Cũng trang vàng lấy. Dạ, mã số 7 luôn. Rồi, quay vòng luôn. Này mà tốt không hay chú chị bạn. Đẹp ha. Siêu bông không chú chị bạn. À, cô chú thấy không, này một cốt mà không có tùm gì trơn á. Này mình về mình trồng ha, vài năm là nó thoát thân lên cao, cây cũng có giá nữa. Rồi, mình cho thông số này luôn, mã số 7. Con trang vàng lá đỏ, nhỏ lá vàng ha. Ở bậy bông vàng là lá nhỏ, con chú chị mình lộn. Con xin hạo hoành thăng của em nó là 8 đi. 8 rưỡi tính 8. Hoành 8. Cao là 55. Cao 55. Tán ngang là 69. Rồi, tán ngang 69 nha chú chị bạn. À, con chú xem cây dáng có dáng đàng hoàng luôn nè. Quá xài luôn. Khủng luôn chú chị bạn. Rồi giá vô luôn cái này luôn. Dạ, cây mã số 7 xin vô luôn là 7. Y sạc 500 ngàn ạ. À. Rồi, số đổi cây luôn, 500 ngàn, mã số 7. Trang vàng lá nhỏ rồi, chuyển qua trang màu tím sen luôn, siêu bông luôn. Dạ, này là mã số 8, trang tím lá nhỏ. Ờ, đằng con chú vậy. Thoát thân một cốt luôn, không có. Quá xa luôn. Một cốt trong thân cao luôn đẹp nè. Dạ. Không có tùm, không ấy, một cốt đều có giá trị. Rồi mình cho thông số này luôn. Này quá xa bông luôn, mình dạ. Tạo dáng lọt quanh đẹp. Thăng của em nó là 9 ạ. À. Rồi, quanh thăng là 9. Tính 8 đi, trừ hao đi. Quanh thăng 8 luôn của chú gì? Dạ, chiều quá cao là 86. Đây bông nè. Chiều cao 86. Dạ, tán ngang là 70. Tán ngang 70. Ê con hả, đo thử cái thất thăng nó lên bao nhiêu nè. Thất thăng là 15. Rồi quay vòng vô lưu giá luôn. Dạ. Mã số 7 trang tím con xin vô lưu là 500 ngàn ạ. À. Rồi 500 ngàn mã số 7. Dạ này là... Số 8 chưa? 8 ạ.
Rồi số 8 đến 7 thấy không cây vàng kia rồi. Số 8 của chú gì? Dạ mà? Con xin xin lỗi con nói lại ạ, mã số 8. Con xin Zalo là 500 ngàn ạ. À. Rồi, xin phép đổi cây hàng luôn. Hàng mẫu cho cô chú đặt là có số lượng nha. Rồi. Tiếp theo. Mã số 9. Mã số 9 cũng là trang tím luôn, trang tím lá nhỏ. Quay vòng luôn. Đây cô chú tạo với dán dạ. Tàng dù cho. Tàng đa rất đẹp. Tàng đa tàng dù rất là đẹp luôn á. Nó đầy đủ tai chi nè. Nó không có bị lép. Một cốt luôn, đẹp luôn. Đó, nụ thì bao la luôn. Dạ. Rồi thông số luôn. Con xin đo quả sáp bông ha cô chú anh chị ba. Dạ, hoành thân của em nói là 8 rưỡi tính 8 đi. Rồi, hoành thân là 8. Này mà mình xuống đất cũng chậu chồng thời gian sao. Dạ, chiều cao là 56. Dài tháng. Tán ngang là 67. Chắc là bự luôn, đẹp luôn. Rồi, cho thóc thân cao luôn. Dạ, thóc thân của em nói là 13. Rồi, quay vòng luôn, Zalo giá luôn. Dạ, mã số 9, xin Zalo cũng là 500 ngàn không ạ? Rồi, xin phép đỏ kê luôn, mã số 9, 500 ngàn. Chỉ 500 ngàn, mình bao ship, có cô chú đi tới nhà mua không có mắc quá đâu. Con bán, tại này có nhà vườn có sẵn nên con bán giá mềm cô chú chơi ha. Cây số 10, chú chị quá trời già luôn, này, bây giờ gốc nhìn dạ. Già lắm. Này là mã số 10 trang tím lá nhỏ. Ồ, trang tím trang lá nhỏ luôn nè. Đó, cái này bông nở nè. Hết hồng ha. Đó, rất là đẹp ha, tròn vo luôn ha. Cục siêu bông không hơn số chị bạn. Đặt tròn vo luôn nè, lấy góc xa cho xem ha. Một cốt thân cao rồi cho thông số luôn em ơi. Dạ. Rất đẹp luôn. Dạ, hoành thân của em nói là 18 ạ. Ờ, hoành thân 18. Đây này đẹp nha, nở cũ, nở gốc nha. Dạ, chiều cao là 108. Rồi, chiều cao 108. Rất đẹp luôn. Dạ, tán ngang là 90. Tán ngang 90, rồi quay vòng cho lưu giá luôn. Dạ. Mã số 10, con xin giao lưu là 1.700.000 ạ. Rồi, 1.700.000 của chú chị các bạn ơi. Tàn tròn do kính mít luôn ha, sang sát luôn. Rồi, xin phép đổi cây. Thấy nhẹ nhẹ ginh hết hồng à. Dạ, này là mã số 11, vàng lá chung ạ. Rồi, vàng lá chung mã số 11. Dán đổ luôn. Rồi, siêu bông luôn. Rất này sẽ dán bẻ sẵn. Một cốt luôn. Này còn một điều một là một cốt thôi chút. Con chưa mồi đế nè. Ở dưới nó còn bự hơn ở trên nữa. Bông khỏi nói luôn. Tròn do chà bá luôn. Con xin đo hạo hoành thân của em nó đi. Rồi con trừ hao ra. Dạ hoành thân là 7. Rồi hoành thân là 7. Chiều dài của dáng ba nó là 90. Dài dáng ba 90. Rất đẹp ha nhìn nè. 11. Dạ mã số 11 con xin giao lưu là 500 ngàn luôn ạ. Siêu bông. Rồi 500k luôn. Mã dạ. Số 11 bao ship luôn. Một cây quá đẹp luôn, một cốt siêu bông. Rồi phép đổi cây luôn. Bông rất đẹp ha, chín bông, tròn vo luôn. Rồi cây này hai này giống cô chủ luôn. Dạ. Dạ này mã số 12 cũng là vàng lá chung luôn các chú. Rồi vàng lá chung luôn, bông nè. Khoan đứng mấy cái bông nè. Chèn ơi cái bông. Nó bự. Tròn vo luôn ha cô chú anh chị. Cái này mà cái miệng chén mà để vô là còn không lọt ha. À trời ha. Đây cái gì luôn. Dạ rồi, xin cho thông số luôn. Hạo Quỳnh Hằng. Quỳnh Hằng của em nói là 10 ạ. Rồi Quỳnh Hằng của em nói là 10. Dạ cao là 80. Rồi chiều cao 80. Ngang là 80 luôn. Ngang 80. Dạ mã số 11 con xin giao lưu cũng là 12 ạ. Mã số 12 xin là 500 ngàn ạ. Rồi mã số 12 giá 500 ngàn bao ship luôn. Rồi xếp đỏ cây luôn. Rồi số điện thoại cho luôn rồi. Dạ ơi. Con xin đọc lại số điện thoại con là 0939707168 cũng là số Zalo con luôn á. Đây này là mẫu mới luôn à, trang đỏ lá chung. Đỏ nhung. Lá chung ha, quá trời bông này. Cũng siêu bông luôn. Cái này được nhà vườn tạo dán sẵn rồi các cô chú. Dán là dán chân dài không rồi chú gì bạn. Giống như con phụng muốn luôn ha. Ủa hay bao la.
Cây này bông con thấy nó đẹp quá không á. Dây luôn. Cái bông rất là bự nha chú chị bạn nè. To lắm á, kích. Rồi mình cho thông số luôn. Con xin đo hạo Quỳnh Thăng của em nói là 12 ạ. Rồi Quỳnh Thăng 12. Chiều cao là 93. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang là 125. Rồi tán ngang 125. Dạ, mã số 13 trang đỏ 12. 12 trang đỏ nhung con xin 13. Dạ, mã số 13 xin vô luôn là 1.200.000 ạ. Rồi 1.200.000, mã số 13, bảo ship luôn của chú chị ba. Rồi phép đỡ cây. Rồi mình sẽ mã số 14. Dạ, càng sen nha chú chị ba. Biết chạy sen luôn. Rồi. Rồi trang cúc cũng được. Này như con bướm vậy. Dạ. Đó, nó xè ra nè, tính gì các bạn? 13, 14. 14, 14. Dạ, này là mã số 14 nha. Rồi, mã số 14. Để sen ha. Dạ, cái này cây trang đẹp sen luôn. Này một cốt đó các cô chú. Cái này siêu bông luôn, cũng siêu bông ha. Dạ. Này tạo thành này con này con kia, con chim. Xè ra bốm như con bướm vậy đó. Rồi, mình cho thông số cái này luôn. Chắc đẹp luôn. Bọc siêu bông luôn á. Con xin hạ Quỳnh Thăng của em nó là 7 gữ, tính 7 đi. Rồi, Quỳnh Thăng là 7. Tán ngang là 100. Tán ngang 100. Theo dáng bài của nó là 72. Rồi. Dạ, mã số 14 trang sen con xin giao lưu là 500.000 ạ. Rồi 500k mã số 14 rồi các bạn ơi. Rồi phép mình đỡ cây luôn. Tiếp theo mã số 15. Đây là một cây hay là một cặp? Một cây. Một cây. Một cây ha. Thông luôn. Cái này trang là mã số 15 luôn. Là trang đỏ lá nhỏ. Da dán thông. Đó, dán thằng thông sẵn luôn. Có cũng to luôn nè. 500. Rồi mình cho ông số luôn. Dạ, Quỳnh Thăng của nó bằng ngón tay cái á. Rồi, thăng bằng ngón tay cái cũng như bạn. Tại vì chỉ một cốt à. Dạ, chiều cao là 90. Rồi, chiều cao 90. Dạ, mã số 15 con xin cho luôn là 300.000 ạ. Rồi 300.000 mã số 15. Chào chắc là thông nó đẹp rồi, sắp đó cái luôn. Tiếp theo mã số 16. Dạ, mã số 16 là trang hồng phấn lá nhỏ. Rồi, tràng thông luôn, chắc tràng thông luôn. Tràng thông luôn, một cốt. Chính tàng luôn ha, rất đẹp theo cái gì một cốt luôn. Đây. Rất đẹp 16. Luôn chứ các bạn. Cốt trong cái to nè, nè. Chưa khoan khoan. Cái cũ luôn của chú anh chị nè, cho bá luôn ha. Nè, rất là bự luôn á. Con cô bự luôn, một cốt. Vườn vào cái ha, rồi cho thông số luôn. Dạ, chiều cao là 90. Rồi, chiều cao 90. Hình thân của nó bằng nhỏ hơn con vào cái mình á. Bự hơn, bự hơn, bự hơn tay cái. Ê, bự hơn con vào cái mình á. Đã thấy rồi, 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 rồi coi tán ngang, sơ tán ngang luôn dưới, ừ, không dưới, không dưới. Rồi đó. Dạ, tán ngang là 42. Rồi, tán ngang 42. Dạ, mã số 16 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay của con ạ. Giá giao lưu, nãy nhiêu dạ. Mình? À, giá giao lưu là mã số 16 là 400.000. Rồi, 400.000, mã số 16. Dạ. Dạ, cuối clip con xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú em vừa qua đã ủng hộ cho luôn trang vừa rồi của con ạ. Con xin rất là cảm ơn. Dạ, con cuối clip con xin chúc cô chú về giàu dạt sức khỏe. Dạ con xin hết ạ. Rồi xin chào luôn, mình xin chia sẻ ha. Rồi cảm ơn cô chú quan thời gian xem ha. Cô chú hợp nhãn nào thì liên hệ trực tiếp dưới mình xin giúp kênh chú các bạn. Rồi xin trân trọng kính chào. Rồi mài bồng khủng. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn ơi.